Vâng, xin mời các bạn hãy quay trở lại với sân bóng chuyền hơi thôn Đồng Tâm để chứng kiến trận giao lưu bóng chuyền hơi nữ giữa các cô gái thôn Đồng Tâm và các cô gái câu lạc bộ Cầu Giang. Cố lên.
Thì nhôm nó phải vào.